Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Ngày hôm nay thì các bạn đều biết là tràn ngập tất cả mọi nơi đều là những thông tin về chiếc iPhone X, iPhone X mới. Tuy nhiên ở một cái trạng thái khác, ở một cái thế cực khác và ở một cái gọi là một bầu trời khác thì đương nhiên những fan chân chính của Android sẽ không quan tâm về chiếc iPhone này nhiều. Bởi vì họ có thích dùng iPhone đâu, đúng không? Và cái sự lựa chọn của họ lại là những chiếc smartphone Android. Và ok, mình có đây cho các bạn một sản phẩm. Đây chính là chiếc Google Pixel 2. Không phải là 2XL mà nó chỉ là 2. Nó đang được bán với mức giá khoảng 22 triệu đồng tại thị trường Việt Nam như mình tham khảo tại Digiphone. 22 triệu cho một chiếc smartphone Android. Và nó có những thứ gọi là đỉnh cao của công nghệ Android hiện tại. Nó có những gì? Trải nghiệm nó như thế nào? Video này thì mình sẽ đưa đến cho các bạn những cái nhìn khái quan nhất, những cái nhìn cơ bản nhất để các bạn có thể hiểu và cảm nhận về một chiếc điện thoại Android cao cấp, đẳng cấp và nó có một mức giá cao tương tự như những chiếc iPhone. Bắt đầu thôi. Trước khi nói nhiều hơn về cái máy thì mình sẽ muốn nói sơ qua về cái hộp này một chút. Ok, thì đây chính là hộp của Google Pixel 2. Đương nhiên nó sẽ có một cái phong cách thiết kế khá là cao cấp, mình có thể nói là như thế. Mở lên theo kiểu các bạn nhấc hộp lên và bên trong sẽ là những cái ngăn để mà chứa những cái phụ kiện phía bên trong. Sách hướng dẫn sử dụng kèm với que chọc SIM rồi các thứ. Một cái đầu USB Type-C OTG hoàn thiện cực kỳ tốt. Và bên cạnh đấy không thể thiếu được đó là một sợi cáp C2C. C2C chứ không phải là A2C chứ các ông nha. Tức là nó là một sợi đẳng cấp hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó sẽ có một cái sợi C2 3.5. Khá đáng tiếc một điều đấy là ở cái sản phẩm này nó lại không hề có tặng kèm tai nghe. Đấy, thế mới hay. Và cục sạc này thì nó sẽ là C, output C. Và nó có cái nguồn ra tối đa lên tới là 9V 2A, tức là tối đa vào khoảng tầm 18W. Nên là một cục sạc cũng khá là ngon. Và các bạn có thể thấy này, hoàn toàn đều là màu trắng hết tất cả mọi thứ. Trắng 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 từ đầu cho đến cuối. Trắng kiểu trắng tinh khiết, tinh khôi cái thứ luôn. Và điều đặc biệt hơn nữa mình thấy á, đó là với cái sợi C2C này thì các bạn có thể kết nối chiếc Google Pixel tới những cái chiếc điện thoại khác để mà nó có thể ăn dữ liệu một cách cực kỳ là nhanh. Và tiêu biểu đâu ra? Hơn 3GB dữ liệu từ con Note 8 của mình được ném sang chiếc Google Pixel này trong vòng chưa đến 3 phút. Phải nói là nó quá nhanh và nguy hiểm luôn. Và mình thực sự thấy ấn tượng với chiếc Google Pixel 2 này. Ok, thời gian dành cho phụ kiện thế là đủ rồi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho cái chiếc điện thoại. Thì đây chính là Google Pixel 2. Cái trải nghiệm đầu tiên mà mình thấy đó là nó có cái màn hình nhỏ, chỉ là 5 inch mà thôi. Và đương nhiên với cái màn hình 5 inch thì nó là quá nhỏ ở thời điểm hiện tại, khi mà các bạn đều đã quen với cái kích thước màn hình đó là 5,5 inch. 5 inch thì kéo theo với đó là nó nhỏ, nó gọn và các bạn cầm nắm sử dụng rất là dễ dàng. Nhưng với cái thiết kế ở mặt trước này thì chúng ta có thể thấy viền trên khá là dày. Phải nói là nó rất là dày và viền dưới nó dày cũng chẳng kém một tí nào. Và đấy chính là một cái thứ có thể gọi là điểm hơi yếu của chiếc Google Pixel 2 này. Nhưng bù lại thì đây là chiếc điện thoại được gia công bởi HTC. Và các bạn sẽ có một dải loa boom sao bên trên và bên dưới. Và chất lượng loa ngoài của cái sản phẩm này thì nó phải nói là quá đã luôn. Nó đã cực kỳ là đã. Bên cạnh đó các bạn sẽ có một cái khả năng hoàn thiện là mặt lưng bằng kim loại. Nhưng mà nó lại là nhám nhẹ. Và cái cầm trên tay cái mặt lưng này rất là đã. Bên cạnh đó thì phía bên trên chính là một cái dải kính màu đen nữa. Và cái phong cách thiết kế lần này nó cũng khá tựa kiểu là Google Pixel thế hệ đầu tiên. Nhưng nó hoàn thiện đẹp hơn và tốt hơn. Cảm biến vân tay thì đương nhiên vẫn rất là lớn ở phía mặt lưng để các bạn có thể chạm và cực kỳ là dễ dàng. Và như mình đã nói rồi, cái màn hình chỉ là 5 inch và kích thước nó quá nhỏ gọn dẫn đến là các bạn cầm trong tay ạ. Nó cực kỳ là đã luôn, nó mang đến một cái trải nghiệm gì đó nó rất là mềm mượt, cầm trên tay là xác định là cầm là dùng luôn, rất là đã và mình đánh giá cao cái điều này. Và ở cái phần mặt kính này nó có một cái vị trí rất ấn tượng, đó là camera. Cái cụm camera của nó rất là to và cái đèn flash bên cạnh cũng to chẳng kém tí nào. Đấy, ánh sáng thì mình không nói gì tại mình không mấy khi mình chụp hình bật flash. Nhưng phải nói một câu, đấy là camera trên chiếc Google Pixel 2 là quá bá đạo. Chỉ với một ống kính mà thôi, nhưng nó có cái điểm số chấm trên DxO Mark lên tới là 98 điểm. Tức là đang là chiếc điện thoại chụp hình đẹp nhất trên thế giới hiện tại. Và thông qua một vài những tấm hình mình chụp ở đây thì các bạn có thể thấy, thứ nhất là chi tiết cực kỳ tốt, thứ hai là độ nổ khối quá ấn tượng, và thứ ba đó chính là cái độ chi tiết và cái khả năng cân bằng màu sắc là quá tốt. Video đánh giá chi tiết về camera thì mình sẽ gửi đến cho các bạn sau, nhưng một vài tấm hình chụp nhanh thì mình thấy là nó quá ấn tượng rồi, không có gì để phản án nữa cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến những cái chi tiết nhỏ hơn phía bên trong. Đây chính là cái màn hình của máy. Kích thước chỉ là 5 inch, độ vân giải là Full HD và công nghệ nó cũng là AMOLED mà thôi. Nhưng mà cái tấm nền này được sản xuất bởi Samsung.
Và đương nhiên sản xuất bởi Samsung thì nó sẽ không hề gặp phải cái hiện tượng bui in, nói thẳng mẹ ra đó là bóng mờ trên chiếc đó là Google Pixel 2 XL được LG sản xuất. Và chắc chắn luôn một câu, đấy là sản phẩm này sẽ mang đến cho bạn một cái sự an tâm, an toàn hơn trong quá trình mà các bạn sử dụng. Và đương nhiên với cái màn hình AMOLED thì góc nhìn gọi là tuyệt đối, gần như là không hề bị biến đổi màu sắc một chút nào. Và độ tương phản cũng cực kỳ ấn tượng, màu đen thì nó gọi là sâu tuyệt đối dành đến cho bạn luôn. Tức là trải nghiệm với cái màn hình này, nó không quá ấn tượng với tỷ lệ mới nhưng nó vẫn mang đến cho bạn một thứ gì đó là vừa đủ dùng dành đến cho bạn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chi tiết phía bên trong thì chúng ta sẽ có gì? Snapdragon 835 và 4GB, bộ trong cái phiên bản mình đang có đây là 64GB. Có lẽ nhiều bạn sẽ nói rồi, ui rồi ôi ở năm 2017 flagship đắt bỏ mẹ như thế mà vẫn chỉ có là 4GB. Đúng, mình đã từng nghĩ như thế. Nhưng đương nhiên với 4GB và điều đặc biệt, đây là Pixel, đây là Google Pixel, thì 4GB là đủ để các bạn có một trải nghiệm rất mượt mà với sản phẩm này. Và điều đặc biệt là nó đã có sẵn là Android 8.0. Đương nhiên rồi, Pixel nó sẽ phải là những cái thứ gì mới mẻ nhất của Android sẽ có hết ở sản phẩm này. Và trải nghiệm trên nó là rất khác biệt, rất tuyệt vời và cực kỳ là mượt mà. Có lẽ là bởi vì đây là một cái máy mới, mình chưa cài nhiều, mình chưa dùng nhiều thì mình chưa nhận thấy sự delay. Nhưng mình thấy là Pixel là mượt. Và Pixel trên Android mới nhất thì nó là mắc mượt. Chỉ biết là như thế mà thôi. Camera selfie cũng là một thứ mà các bạn cũng nên quan tâm, bởi vì góc rộng mà điều đặc biệt đó là chi tiết của nó cũng cực kỳ ấn tượng. Và mình thấy lạ một điều nữa, đó là tuy không mang đến bất cứ một khả năng làm đẹp nào, chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một cái là chỉnh sửa khuôn mặt mà thôi. Nhưng màu sắc, chi tiết hay là thậm chí là cái trải nghiệm selfie mà sản phẩm này mang đến cho bạn cũng rất là tốt. Đương nhiên với cái màu sắc gọi là cân bằng chuẩn như thế này mà kết hợp với camera 360 nữa thì mặc đẹp luôn. Nhưng mình nghĩ chắc bạn gái sẽ không thích cái sản phẩm này đâu. Ai mà thực sự thích Android sẽ mới quan tâm đến Google Pixel 2 mà thôi. À, còn một chi tiết nữa mà có lẽ là nhiều bạn sẽ thấy hơi thất vọng là viên pin chỉ có dung lượng là 2700 mAh. Nó giống hoàn toàn so với là viên pin trên chiếc Google Pixel thế hệ đầu tiên. Thì với 2700 nó sẽ chỉ có thể đáp ứng dành cho các bạn trong vòng một ngày mà thôi. Mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn nhiều hơn khi mà mình sử dụng được nhiều hơn. Và đó là tất cả những chia sẻ, những trải nghiệm và những đánh giá ban đầu của mình về Google Pixel 2, không phải là XL mà là Google Pixel 2. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Các bạn có yêu thích Android hay không? Các bạn có yêu thích Pixel hay không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!